Em Phụng chào cả nhà yêu Lam nha. Phiên bán hàng hôm nay mời mọi người ngắm siêu phẩm năm cánh trắng Bảo Duy nha. Hoa chính chủ nhà em. Đó, chậu này là chậu nái cây rất là to, lực cực kỳ khỏe luôn và nở hoa là hoa tự nhiên nhá. Hôm qua thì em bận quá, em không có quay được video cho nên em chỉ quay lại cái vội vàng lúc khoảnh khắc nó nở thôi. Chứ còn cây này thì cậu ba đã bán cho khách rồi. Và rất tiếc là quay thì quay màn hình nó bị dọc mất chứ không quay ngang để lấy hết màn hình để cho mọi người thấy được cái to, độ to của bông hoa. Đó, nhưng mà thực chất nó rất là to nhá. Đôi mắt mờ xước cực kỳ huyền thoại đúng không? Đôi mắt Bảo Duy là một cái gì đó gọi là rất là ma mị, có sức hút rất là mãnh liệt. Và đồng thời nó tạo nên cái thương hiệu của Bảo Duy. Cánh Bảo Duy thì nó hơi mỏng, phải nói thật sự một điều như vậy, đôi cánh Bảo Duy thì hơi mỏng, cánh đỉnh thì dày rồi nhưng mà hai cánh vai thì hơi mỏng cho nên nó làm nổi lộ lên cái đường gân cực kỳ là rõ nét luôn. Nhưng mà xét về cái mũi trắng rồi cái khung bông rồi cái đôi mắt thì Bảo Duy vẫn là một cái thương hiệu không thể thay thế được trong làng Lang Va đúng không? Đình đám một thời. Giá Bảo Duy hiện tại thì dao động từ 500.000 cho đến 1.500.000 tùy theo size lớn nhỏ, cây đẹp xấu. Và giá này thì nó cũng chỉ bằng giá của một cây sen Phú Thọ ngày xưa thôi, còn chưa bằng giá HO nữa nhá. Cho nên hiện tại lan nó lên thì thực chất là nó cũng chưa có bằng một phần 1.000 của lúc đỉnh điểm đâu nhá mọi người, đúng không? Cho nên giá bây giờ vẫn gọi là sưu tầm được. Có những mã cao quá, ví dụ như Long Khánh, Đại Cát, Vĩnh Khang gì đó 4-5 triệu sen rồi gì đấy thì mình không đủ điều kiện mình chơi thôi, chứ em thấy nhiều người vẫn rất là chơi đó. Nhiều người vẫn mua về đầu tư, vẫn mua về chơi, vẫn bán ra. Và cây thì cũng nói chung là khỏe đẹp bình thường hết, bởi vì năm ngoái là năm chết của Lang Va mà đâu có ai để ý đâu. Năm nay nó tăng lên thì có nhiều cây, nói chung là rất là khỏe và hàng thì ổn định hơn so với cái thời kỳ mà đỉnh cao. Bảo Duy một này, cái này lá nó hơi xấu thôi chứ chả cái gì cả, 500.000 nhá. Nè em thanh lý cái 500 thôi đó, Bảo Duy một 500 mua về chờ nó đứng ngọn xong rồi lên mất ngủ cũng được đấy. Rồi cây số 2 này, hai này 700 nha, to lắm, lá hơi xấu thôi nhưng mà bán có 700.000 nè. Chậu số 3 này, số 3 900 nha, Bảo Duy số 3 này 3 900.000 nè. Số 4 này, 4 cũng 900 này, đẹp không? Đây, số 4 nha, số 4 900. Số 5 này, ôi ôi nó đẹp kinh khủng mọi người. Số 5 1 triệu 5 nha. Đấy, số 5 1 triệu 5. Đấy, cây dài vậy đó. Rồi cây số 6 này, 6 này, 6 này dài tới phải 40 sen. Chậu số 6 này 3 triệu nha. Đấy, số 6 3 triệu. Đấy, Bảo Duy nha. 6 cây này lên thôi cho các bác dễ nhìn dễ chọn. Ngọc Sơn Cước đi nha mọi người. Số 1 này 500.000. Đấy, nó sơn ba mầm lên như này nha. Nó đứng ngọn hết rồi. Nhiều bác ưng lấy đứng ngọn thì lấy. Cây số 2 cũng 500 này. Chậu 2 này 500. Chậu số 3 này, 3 cũng 500 nha. Đấy, cây số 3 500. Số 4 này, 4 này, 4 này 700.000 nè. 3 mầm lớn 4-700. Và cây số 5 này, cây số 5 1 triệu này, đẹp không? Đẹp kinh khủng không? 3 mầm mà 2 mầm lỡ với 1 mầm gốc đằng như thế này. Đây, chậu số 5 nha. Đây, số 5 là 1 triệu. Đấy là cây Ngọc Sơn Cước. Người đẹp Bình Dương số 1 nhá, 52 rồi ạ, 500.000 nha mọi người. Đấy, số 1 52 này 500. Cây số 2 này, số 2 600.000 này. 2 600. Số 3 này 800. Cây này to lắm. Dưới này chuẩn bị mầm mầm gốc rồi này. Đấy, số 3 là 800.000. Số 4 này 4 1 triệu nha. Đây cây số 4 1 triệu. To mà mầm gốc lên khỏe lắm, 4 1 triệu. Và chậu số 5. 5 cũng 1 triệu luôn nha. Đó, cây người đẹp Bình Dương đó mọi người. Năm cánh trắng Mắc Châu nha mọi người. Số 1 200.000 này. Nó được tầm 5 sen á, nhỏ này, 1 200. Chậu số 2 này 250 này. 2 250. Số 3 cũng 250 này. Hai má chậu số 3 cũng 250. Số 4 này 4 250. 4 250. Số 5 này 500.000. 52 rồi lên mầm to khỏe nha. 5 500. Số 6 này. 6 này là 700. Cây 53 này. Bật mầm chuẩn bị lên mầm gốc khỏe. Đây, đây là cây Mắc Châu nha. Đó, lô 7 cây nha vậy. Bạch tuyết cho mọi người. Chậu to lắm. Đây, chậu số 1 này. Tuyết 1 này 200.000 nha. Đấy, cây này nó có cái khúc kỳ dài này, dưới này có hai mầm gốc nữa. Đấy, bây giờ mua cây gì cũng rẻ hết đó. Bạch tuyết số 1 200. Chậu số 2 này cũng 200 luôn.
Chậu này thì nó gọn, nó lên hai bông gốc như này. Đấy, số 2 200. Rồi chậu số 3 này. Lô này toàn 200 nghìn hết. Đấy, số 3 cũng 200. 4 là 4 cũng 200. Cái to này nha. Đấy, 4 200. Số 5 này. 5 cũng 200 nghìn nha. Đây, chậu số 5. 5 200. Và số 6 này. 6 này 200 là được 3 mầm luôn. Đó, 6 cây. Và tiếc nha mọi người. Lan Bi An này, đẹp lắm luôn. Chậu số 1 này. Đang 3 mầm gốc nè. Lan Bi An 1 này. 250 nè. Cây số 2 nè, 300 nghìn. Cây này nó xưng kêu quá trời. Nhớ nha. Cây số 2 là 300. Chậu số 3 này, 3 cũng 300 nghìn nha. 3 300. Chậu số 4, 4 là chậu to này. À, chậu số 4 này. 4 là 700 nha. Cây này cả lùm luôn. Đó, có 4 cây mà kỳ đầy luôn, kỳ nhiều lắm luôn. Đó, Lan Bi An. Bên này là hồng Cao Bằng nha mọi người, hay còn gọi là hồng Ngọc Trai. Đây 52 hết nè. Nó bật bồng gốc nó lên đẹp như này. Đây là thân hoa của nó nha. Chậu số 1 này 100 nè. Đấy, cây số 1 100. Số 2 này, 2 cũng 100 nghìn luôn. Cái số 2 này nó còn có gốc bên này nè, chưa lên bồng gốc. Số 3 này, 3 cũng 100 nha. Đây, số 3, 3 100. Số 4 này, đây, 4 cũng 100. Cái mấy cây này toàn lựa mấy cây lên bồng gốc đẹp rồi đấy. Số 5 này, 5 cũng 100 nghìn. Như trong này nó có này, mà nó chưa có lên mầm gốc nên là em không nhặt nha. Nó có lên mà nó lên nhỏ. Đây mọi người cứ lấy cây lên mầm gốc to to này cho đẹp này. Đấy, 5 cây, hồng Cao Bằng nha. Có 100 nghìn một cây thôi. Mặt hoa này nó cũng đẹp lắm luôn á, không phải xấu đâu mọi người. Đó, cây cũng rất là đẹp, khỏe, Cao Bằng. Ở trong này là hồng Bồng Lai nha. Bồng Lai thì lô này cây to lắm luôn. To quá trời to. Như chậu này nó dài phải tới 30 sen nè. Đó, 30 sen mà giá thì chỉ có 200 nghìn thôi nha mọi người. Online này là 200 nghìn. Này nó hay đeo kỳ ở trên đầu ngọn lắm nè. Đây, đây là hồng bồng lai nha. Chậu số 1 này 200 nghìn nè. Số 2 cũng tương tự là 200 nè. Này số 2 nha. Đó, số 2 200 nghìn. Số 3 này. 3 cũng 200 luôn. Đây, cái số 3. Dài thì mấy cái này toàn dài 30 sen không. Cái số 4 này 50 sen nè. Đấy, số 4 này 300 nha. Chậu số 4 này có 300 nghìn thôi. Cây dài mà đang đi ngọn này. Đấy, số 4 300. Và số 5 này. Số 5 bồng lai cũng 300 nghìn nha. Đấy, 5 chậu. 5 chậu bồng lai như vậy. Hồng Lâm Hải nha mọi người. Này Lâm Hải. Lô này cũng lên bồng gốc thôi mà cây nào cây nấy đẹp khỏe như này. Lâm Hải số 1 này. 200 nghìn nha. Chậu này nó tới hai thân và hai bồng gốc luôn. À, số 1 200. Chậu số 2 cũng tương tự. À, số 2 cũng 200 nghìn luôn. À, cái số 2 200. Rồi chậu số 3. À, số 3 này. Số 3 này hai thân hoa này. À, mà nó chuẩn bị đang sưng nụ hết rồi. Chậu số 3 này 300 nha. Số 3 là 300. Cây số 4. Số 4 này 250. Cây dài như này nha. Dài tới 50-60 cm. Mà cây này thân lá rất là đẹp luôn. À, chậu số 4 250 và chậu số 5. Số 5 cũng 250 luôn, cây đứng ngọn này nha. Đó, nó cũng toàn là 52 53 hết rồi. Này mỗi cây mỗi lô em lấy 5 cây nha mọi người. Cây đi cho mọi người dễ chọn. Hồng Nhật Hạ nha. Chậu số 1 là 250. Cây quá trời đẹp luôn á mà dài to khỏe nè. Đấy, Nhật Hạ số 1 250 nè. Chậu số 2 nó toàn hàng 53 rồi mọi người. Số 2 này cũng 250 nha. Rồi cây số 3 này. 3 cũng 250 luôn. Đấy, chậu số 3 cũng 250. Số 4 này. 4 này 300. Cây nó mọc khỏe như này nha. Đấy, chậu số 4 này. 4 300 nghìn. Và cây số 5 này. 5 cũng 300 nghìn luôn. Đấy, cây Nhật Hạ nha. Cây mọc lắm. Cây nào cây nó mọc đẹp khỏe. Lá chậu đất thì nó mọc. Còn lô này thì nó đang đi ngọn nên là cây nó già như vậy. Cây Như Nguyệt nha mọi người, em có cây Như Nguyệt to này. Chậu này 500 nghìn nhá. Nó đang có nụ như này nha. Đây, cây Như Nguyệt này. Như Nguyệt 500 nghìn. Đó, chậu này là chậu Như Nguyệt nha. Đây, một cây Như Nguyệt 500. Cây ok lắm luôn, đẹp. Cây sổ này nha mọi người. Này 50 nghìn một cây nha. Cây này thì nó lên kiểu tím tím cũng đẹp lắm á. Không bông gần như là lưỡi đỏ mà thấy cũng hay. Đó, chậu như này thì cứ 50 nghìn một chậu. Mọi người lấy chậu nào thì lại chậu. Nó có thân già cũng nhiều nè. Thân già cũng nhiều khỏe. Rồi chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha.